cuốn sách và gió đựng than. Có một câu chuyện kể lại rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi miền đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đọc rất nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ. Nhưng lúc nào ông cũng đọc say mê và chưa buổi sáng nào ông quên đọc sách. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp lại thì cháu lại quên ngay. Thế đọc sách có gì tốt đâu mà ông thường xuyên đọc thế ạ? Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chị nói, cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho một giỏ nước nhé. Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy hết ra ngoài trước khi cậu quay về nhà. Nhìn thấy giỏ than, ông cụ cười và nói, nước chảy hết mất rồi, có lẽ lần sau cháu sẽ phải nhanh hơn đấy. Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước. Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa. Khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống không, thở không ra hơi. Cậu nói với ông rằng đựng nước trong cái giỏ là điều không thể. Rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước, nhưng ông cụ ngăn lại. Ông không muốn lấy một xô nước, ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà, cháu có thể làm được, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi. Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Và lúc này cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu về nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, chạy nhanh hết sức. Và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống không. Ông xem này, cậu bé hụt hơi nói, thật là vô ích. Cháu lại nghĩ nó vô ích ư? Ông cụ nói, cháu thử nhìn xem cái giỏ. Cậu bé nhìn vào cái giỏ và lần đầu tiên cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà nó đã được rửa sạch sẽ. Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ những mọi thứ, nhưng khi cháu đọc sách, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia. Bức tranh. Ngày xưa có một họa sĩ tên là Renga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng phải đều khen ngợi. Ông mở một lớp mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến chuyện thời gian của khóa học. Ông nói một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng. Ông luôn nhấn mạnh đến cách ứng xử, thái độ với cuộc sống của học trò. Trong một số lượng lớn học trò, Ray J là người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với những bạn đồng môn. Ông Renga rất hài lòng về Ray J. Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Ray J được ông Renga gọi đến và bảo, ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi. Ray J làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày, và đem đến trình thầy Renga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Renga xem qua rồi bảo, con hãy đem bức tranh này đặt ở quảng trường chính để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết lên bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó. Ray J làm theo lời thầy, đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất. Sau 2 ngày, Renga đề nghị Ray J lấy bức tranh về. Ray J rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Renga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Ray J đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Ray J vẽ một kiệt tác khác, nhưng lần này thầy Renga bảo phải thay đổi thông điệp với bức tranh. Thầy Renga nói phải để màu và bút vẽ ngay bên cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm ra chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ vẽ ấy. 2 ngày sau, khi lấy bức tranh về, Ray J rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Renga. Renga nói, con đã thành công vào ngày hôm nay, bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi họ có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng có hiểu biết gì về điều đó cả.
Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh giá những dấu ít trên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì, mà lại cho việc đó không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết những thứ mà họ có thể không có, nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy đánh giá chính mình, và tất nhiên cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng. Không thể nhìn từ một phía. Mặt trời và mặt trăng tranh cãi nhau về trái đất. Mặt trời nói, lá, cây cối, tất cả đều màu xanh. Nhưng mặt trăng lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt trăng nói, con người trên trái đất thường ngủ. Còn mặt trời lại bảo, con người luôn hoạt động ấy chứ. Con người hoạt động, vậy tại sao trái đất lại yên ắng đến thế? Mặt trăng cãi, ai bảo trên trái đất yên lặng? Mặt trời ngạc nhiên, trên trái đất mọi thứ đều hoạt động và còn rất ồn ào náo nhiệt nữa. Và họ cãi nhau rất lâu cho đến khi gió bay ngang qua. Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ? Tôi đã ở bên cạnh mặt trời khi mặt trời nhìn xuống trái đất, và tôi đi cùng mặt trăng khi mặt trăng xuất hiện. Khi mặt trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây có màu xanh, con người hoạt động. Còn khi trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ. Nếu chỉ nhìn mọi việc như ánh mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá trái đất chỉ bằng con mắt của mặt trời hoặc mặt trăng được. Cũng vậy, khi đánh giá một người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía. Đấu tranh. Một cậu bé nhìn thấy một cái kén của con bướm. Một hôm, cái kén mở ra một cái khe nhỏ. Cậu bé ngồi yên và lặng lẽ quan sát con bướm trong vài giờ đồng hồ khi nó cố gắng chui qua cái khe nhỏ ấy. Nhưng có vẻ nó không đạt được những gì nó muốn. Dường như nó đã gắng hết sức và không thể đi xa hơn, nên nó dừng lại. Do đó, cậu bé quyết định giúp con bướm. Cậu ta lấy cái kén và cắt cái khe của cái kén cho to hẳn ra. Con bướm chui ra được ngay. Nhưng cơ thể nó bị phồng lên và bé xíu, cánh của nó co lại. Cậu bé tiếp tục xem con bướm, hy vọng rồi cái cánh sẽ đủ lớn để đỡ được cơ thể của nó. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thực tế, con bướm đó sẽ phải suốt cả đời nó chỉ để bò và trườn với cơ thể sưng phồng và đôi cánh co lại. Nó không bao giờ bay được. Cậu bé dù tốt bụng nhưng vội vàng, đã không hiểu rằng con bướm phải cố gắng đấu tranh để thoát ra những điều kiện tự nhiên, chất lưu trong cơ thể nó chuyển vào cánh để nó có thể bay được khi nó thoát ra ngoài kén. Đôi khi sự cố gắng đấu tranh chính là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống mà không có một trở ngại nào, chúng ta có thể bị làm hỏng cả thể xác và tinh thần. Chúng ta sẽ không bao giờ mạnh mẽ như chúng ta có thể, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ bay cao được. Vì vậy, mỗi ngày bạn phải cố gắng một chút. Khi bạn chịu đựng sự căng thẳng, hãy nhớ rằng bạn đang trở thành con người tốt hơn nếu bạn vượt qua nó. Chìa khóa hạnh phúc không phải là ở chỗ bạn không bao giờ giận, không bao giờ buồn, mà là ở chỗ bạn thoát ra hay chữa khỏi những điều đó nhanh như thế nào.